Sẽ hướng dẫn các bạn là thay chiếc cạc đồ họa cho máy tính cây hay là máy tính PC. Các bạn xem chiếc cạc đồ họa, mình sẽ thay một cái cạc đồ họa khác. Muốn thay cái cạc đồ họa thì các bạn cần phải có một cái tôi biết. Mình sẽ vặn cái nắp che lưng của cái cạc đồ họa phía sau. Các bạn một là vặn ốc lan. Thì sẽ vặn cái miếng tre, miếng tre cái phía sau của cái cạc đồ họa ra. Sau đó ta sẽ vặn cái ốc gắn gốc đằng sau cái cạc đồ họa ở đằng sau kia. Đấy, mình sẽ tháo các dây nguồn của nó ra. Các bạn này, đây là dây nguồn máy. Đây sử dụng một cổng nguồn cấp nguồn phụ 8 pin và một cổng cấp nguồn phụ 6 pin nữa, tổng là 2 cổng cấp nguồn phụ. Tổng của nó là bây giờ mình đang xài cái cạc đồ họa được 560OC, sử dụng nó tốn nhiên liệu khoảng 230W. Nhưng cạc đồ họa mình sẽ thay một cái cạc đồ họa khác. Các bạn xem ở dưới này nó có một chiếc rẫy, mình đã sử dụng qua mạch tủ Isus cái 8Z17. Nó sẽ có một cái rẫy mở khe cạc đồ họa, các bạn nhấn mạnh xuống cạc đồ họa sẽ tự nhảy lên. Đấy, sau đó ta sẽ rút ra. Đây, cạc đồ họa đã lên đây. Mình sẽ thay cái cạc đồ họa khác. Cạc đồ họa này sử dụng công nghệ 28 à 45 nanomet. Mình sẽ sử dụng cạc hãng MSI. Đây các bạn xem đây là MSI. Đây là cọc của MSI, toàn bộ phụ kiện này các bạn xem. Mình sẽ gắn cạc đồ họa. Đây, cái cạc đồ họa này của MSI 7850 1GDM5 bản OC. Mình thử chạy cái cạc này. Cái cạc này nó sẽ tốn nguồn của nó sẽ chỉ sử dụng một nguồn, cổng cấp nguồn phụ là giảm đi. Mình sẽ vệ sinh máy luôn. Theo mình thì máy chúng ta nên vệ sinh thường xuyên khoảng 3 đến 6 tháng vệ sinh một lần vào mùa hè. Đấy, mình đã sử dụng 9GB. Tuy rằng nó không có độ tua của RAM, đây các bạn vệ sinh luôn cả RAM luôn đấy.
Rồi bây giờ mình sẽ gắn chiếc cạp này vào các bạn. Rất nhỏ gọn. Đây các bạn. Mới nhỏ hơn một tí cho cái cạp kia và nó thì tốn điện. Nhưng rất ít. Đây mình sẽ lắp vào. Mình cũng lắp vào tương tự như cái cạp của cái hãng GTX kia. Mình sẽ nhấn mạnh xuống. Đấy, thế là xong. Mình sẽ cắm cổng nguồn pin vào, cấp pin vào, xong bạn cái cổng này là ok. Bây giờ muốn tháo ra các bạn cũng chỉ đẩy nhẹ nó lên mà. Đấy. Thế là xong. Cảm ơn các bạn đã theo video này nhé.